Xin chào cả nhà. Hôm nay Vi muốn chia sẻ với các bạn cây cẩm cù này của Vi. Cây này tên là Hoya Phalaenopsia nigra. Cây này là cây cũng khá lớn mà Vi mua được. Muốn mua được cây này cũng cực khổ lắm nha các bạn. Mùa đông lạnh như vậy nè mà Vi phải dậy sớm, thiệt là sớm, đi tới sắp hàng trước cái cửa tiệm đó, trước giờ người ta mở cửa. Ví dụ người ta mở cửa 10 giờ là 9 giờ rưỡi là Vi đến đó rồi, để Vi sắp hàng để vô được trong những người đầu tiên á, để mới là mua được. Tại vì nhiều lúc nó chỉ có một cây thôi hoặc hai cây thôi, nếu mà mình đi tới trễ là mình sẽ không có mua được đâu nha. Mà mùa đông lạnh như vậy nè mà phải lái xe đi xa để mà mua đó, các bạn thấy khổ không nè. Ở bên này muốn chơi mấy cái cây này cũng khổ quá các bạn ha. Nhưng mà vì mình thích quá cho nên mình thấy cũng đáng. Các bạn thấy không, cái cây này cái lá nó thiệt là lớn luôn, Vi thích dễ sợ. Lá nó lớn bằng cái tay của Vi luôn nè. Đó, cái loại Phalaenopsia này đó thì lá nó không có bóng nha các bạn, lá nó là lá mát. Ở đường trước á, mình đụng vô đó thì nó sẽ mát, nhưng mà đường sau này nè đó, khi mình sờ nhẹ đó mình sẽ thấy nó hơi nhung vậy đó, cũng đã cái tay lắm đó. Các bạn xem này, cây này thì Vi mua là 90 đồng cộng với thuế thì ra khoảng chừng trăm mấy á. Nè, giá còn đây nè các bạn. Đó. Cái này mà ở Việt Nam chắc có mười mấy hai chục đồng ha. Ở bên này thì hiếm hoi vậy đó. Vi ở Canada nha các bạn. Nè, Vi sờ ở đằng sau vậy nè, là nó nhung đã cái tay lắm. Cái này là lá non nè, với cái này cũng là lá non. Lúc Vi mua là cái lá này nó cũng có sẵn rồi, Vi mới mua được chỉ có 1 tháng thôi, cho nên về nhà Vi thì nó cũng chưa mọc cái gì hết. Nhưng mà Vi thấy cái tược này thì nó cũng có hơi lớn ra đó, nhưng mà hy vọng là nó sẽ không có bị teo với bị khô. Tại vì khí hậu trong nhà mùa đông á thì đôi lúc nó khô, tại vì mùa đông Vi mở sưởi trong nhà thì khí hậu nó khô, đâm ra nhiều khi những cái tược này nó mọc nè, cái nó bị teo lại, nó khô xong nó không có phát triển nữa. Thì trong nhà mình á mà bị khô như vậy đó thì mình cũng phải bỏ thêm mấy cái máy phun nước nha các bạn, cái humidificator á, để cho nó tăng cái độ ẩm lên. Đó, các bạn thấy không, cái chậu này nó xấu quá Vi thấy, cho nên mùa hè này nè Vi sẽ thay cái chậu khác đẹp hơn. Với làm chắc Vi nghĩ là có lẽ là Vi sẽ lấy một cái chậu nhỏ hơn vậy chút xíu, tại vì mấy cây cẩm cù này nó đâu có thích chậu lớn đâu, đúng không? Nhiều khi mình cho nó chậu lớn quá nó chết mất. Cái đất này đó các bạn, thì ngay chỗ mua người ta cũng mix sẵn rồi nè. Đó, người ta mix mấy cái gỗ để trồng trồng lan á, rồi có những cái hàng bi này nè, Leica đó, hoặc là bi đặc rin đó. Mấy cái này là hàng bi Leica, một cái loại đá nhỏ nhỏ. Rồi ở trong đây nó có đá trắng giống vậy nè các bạn. Cái này là perlite nè, để cho nó thoáng đất đó. Thì cái đất này nó rất là xốp, mình tưới vô cái là nó ra nước liền, để tránh cái tình trạng mà nó bị đọng nước ở trong đây xong nó úng rễ nó chết cây á các bạn. Đợt trước trong cái video kia Vi cũng có một cây là Phalaenopsia, nhưng mà là một loại khác nữa. Phalaenopsia nó có nhiều loại lắm nha các bạn, nó có nay và lây là rồi chicken farm rồi offi, trời ơi nó nhiều lắm luôn á. Vi thì Vi có mấy loại, vài bữa nữa Vi quay một cái video để Vi chia sẻ với các bạn những loại Phalaenopsia Vi có. Vi thì đặc biệt rất là thích
cái loại Hoya Valencia, tại vì nó có những cái gân giống vậy nè các bạn, đó trên cái lá nó đó, rồi lâu lâu nó cũng có mấy cái splash giống vậy nữa nè, đó nó càng có splash và càng có vân giống như vậy đó thì cái cây của mình nó càng đẹp và nó càng có giá trị. Kỳ trước Vi có một cây rất là đẹp, cũng Valenzonia luôn, khi Vi mua nó chỉ có hai lá thôi, nhưng mà Vi trồng sao á, cái nó bị úng rễ nó chết mất, tiếc dễ sợ, muốn mua lại cũng không có nha các bạn, rất là khó mua. Ở bên này nhiều lúc mình thích á, mà đâu có phải là chết cái mình chạy đi mua cây khác là có đâu, chết là nhiều khi là rồi mất tiêu luôn, xong mình phải đợi lắm. Lúc mấy người mà họ có cây lớn á, họ cắt ra họ làm rễ họ bán cho mình, giống như các bạn coi cây này nè của Vi nè, làm sao mà Vi cắt được nó, tại vì thật sự nó quá nhỏ, cái nhánh này chỉ có hai lá thôi, còn cái nhánh này đó thì được 2, 4, 5 lá đó, mà 5 lá như vậy thì mình đâu có cắt để mình chia sẻ với ai được đúng không, nhiều khi chị em Vi cũng thích nhưng mà làm sao mà cắt được, cắt nó chết mất tiêu. Rồi lắm lúc mình cắt rồi mình làm rễ nó không có thành công nữa là tiếc nữa. Các bạn coi này, cái lá này nó cứng lắm luôn á, cứng nhắc à. À, đặc biệt quá ha, như lá giả các bạn ơi. À, cái này thì nó hơi mềm hơn chút xíu, nhưng mà hồi nãy là Vi cũng có tưới nước rồi, cho nên bây giờ tuần sau mới tưới lại đó, nhưng mà đa số là nó cứng. Còn những cái lá mà mới á, như lá này thì nó cứng nè, lá này chắc chắn nó phải mềm hơn tại vì lá này là lá mới. Các bạn thấy những cái lá mới không, cái vân nó rất là rõ đó, khi mà nó già hơn đó, giống như cái lá này nè thì vân của nó không rõ mấy ha đó, các bạn thấy không, cái này nè vân nó không có rõ bằng, mà cái lá non á vân nó rõ mà đẹp ghê á. Cái này mà nó mọc ra khi nó lớn á thì mình có thể mình cắt ra những cái nhánh để mình làm rễ đó, rồi mình chia sẻ với những bạn khác, những bạn khác họ collection Hoya đó, mình có thể chia sẻ với người ta, hoặc là mình có thể mình trao đổi, ví dụ như mình có loại này mà người ta có một cái loại khác mình không có thì mình lại trao đổi nhau đó, như vậy thì mới có nhiều loại khác nhau để mà mình chơi ha. Rồi, hôm nay Vi chia sẻ với các bạn cây này là Hoya Valencia ha. Thì hy vọng là nó sẽ lớn to lên, nếu mà nó lớn to thì Vi sẽ quay lại để chia sẻ cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp, và mong mọi người thích, like, share và subscribe, nhớ nhấn chuông luôn nha. Ok, bye bye.